giờ đã là bé tin. Ok, để chú xì ra. Ok, quay đó luôn. Cậu chú đó là chú Hiếu Huyền á. Trời ơi, mạnh quá vậy. Ôm muốn luôn. Anh hai, bây giờ mình tìm anh hai hả? Nhưng mà bây giờ có anh hai hả? Trời, nhưng mà sắp tới mà bây giờ quay mà trời mưa luôn á. Mà có bị bệnh hay là có lạnh không? Mà có bệnh suốt. Trời, bệnh suốt ngày hả? Cho nên các bạn phải xem nha, các bạn không xem là trời ơi không được. Ok, bây giờ chú xem tiếp nè. Nhiều nữa hả? Sao tao quá hả? Ok. Đúng rồi, cho tôi. Ô trời ơi. Tại vì chú Si cũng có 4 anh em. Là chú Si là thứ hai, cũng có anh cả, cũng có 2 em trai. Nhưng mà ở nhà là lúc mà cũng cãi nhau, xong rồi ghét nhau. Nhưng mà xa thì cảm giác giống như là mình thương nhau, mình nhớ nhau. Rồi trong phim cũng vậy nè. Cái này là sự thật chứ không phải là giả. Ok, xin tiếp. Ồ, nhưng mà cái này chụp thiệt hay là chụp chụp thiệt đúng không? Mà bé có tiên có sợ chuột không? Không. Không sợ hả? Con không sợ chuột, mà là con sợ chuột ở Việt Nam. Và chuột ở quê. À, chuột ở đây thì chắc bự hơn đúng không? Đúng, nó bự hơn mà nó dữ. À, nó dữ hơn. Okay. Cái này là chỉ con trai biết thôi chứ con gái sao mà biết được. Ok, xin biết rồi. Wow. Từ từ. Wow, sao giỏi quá vậy? Wow. Đúng không? Ok, bây giờ từ trước nha, 1, 2, 3. Đây nè, cái này là của Betty đúng không? Đúng cái màu này luôn. Bây giờ Betty có thể cho chú Uzi xem được không? Bây giờ bằng cái này nè. Ok, được không? Chút xíu thôi. Ok, 1, 2, 3. Cho con đứng dậy đi hả? Ok, đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy đâu, đứng dậy đâu. Có các từ 1, 2, 3. Xuống. Ok, chú sẽ cầm cái này bây giờ. Em giữ đằng sau đi. Ok. Em giữ cái ghế đằng sau á, đúng rồi. Ok, vô. 1, 2, 3. Ôi, giỏi quá. Ok, wow. Ok, quay lại chỗ này. À, sao lại mà biết chơi cái này? Trời quá. Chú Si cũng không biết chơi này bây giờ. Chú Si thử nha. Ờ, xa được không? Quay xa nhé. Làm. Chú Si làm nhá. Chú Si chưa bao giờ làm cái này. Đây là lần đầu tiên chú Si làm này. 1, 2, 3. Vô trong.
Được chưa hả? Mua là mua đây luôn hả? Mua là được trước mặt em. Đứng làm sao á? Đứng làm sao? Sao cái ghế á? Làm gì anh à? Ồ, kẹp nắp luôn. Làm lại. Phải kẹp nắp nha. Làm lại, mua hay quá. Cái này sao? Em có tin bị lại. Cái này đúng không? Có thấy không? Không. Lộn ra là không mình nè. Làm lại đi không? Này, rồi. Sau đó tay phải. Ồ, đúng rồi. Ồ, đúng rồi. Ồ, đúng rồi. Ok. Chú có chị cũng biết làm sơ sơ cái này thôi.